làng đường lòng ở Huế sống đời từ lầm, nhưng làm nên nghiệp lớn là đại danh thần nhà Nguyễn, một đời chống Pháp xâm lăng. Dưới chiều minh mang, ông vào gia đình khai hoang đất mới, đường thăng hàm thì lang. Nguyễn Tri Phương người con yêu nước, thề dẹp tan quân cướp xâm lăng, đánh bại quân Xiêm nơi miền biên giới, đường phong chức không sai đại thần. Hợp tác với quân Cờ Đen quyết giữ thành Hà Nội, tấm gương quên mình được nhân dân khâm phục, một vị tướng vì nước non. Nguyễn Tri Phương là người gan dạ, có công lập nhiều đồn điền, khai khẩn đất hoang mọi miền, dân cư được an yên. Người đời gọi ông là kinh lược xứ Nam Kỳ, một đời thanh bần sử sách còn ghi. Làng đường lòng ở Huế sống đời từ lầm, nhưng làm nên nghiệp lớn là đại danh thần nhà Nguyễn, một đời chống Pháp xâm lăng. Dưới chiều minh mang, ông vào gia đình khai hoang đất mới, đường thăng hàm thì lang. Nguyễn Tri Phương người con yêu nước, thề dẹp tan quân cướp xâm lăng, đánh bại quân Xiêm nơi miền biên giới, đường phong chức không sai đại thần. Nguyễn Tri Phương dẹp quân Pháp trên đất Bắc, hợp tác với quân Cờ Đen quyết giữ thành Hà Nội, tấm gương quên mình được nhân dân khâm phục, một vị tướng vì nước non. Nguyễn Tri Phương là người gan dạ, có công lập nhiều đồn điền, khai khẩn đất hoang mọi miền, dân cư được an yên. Người đời gọi ông là kinh lược xứ Nam Kỳ, một đời thanh bần sử sách còn ghi. Một đời thanh bần sử sách còn ghi.